Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Chiếc đồng hồ trên tay tôi có lẽ các bạn đã quá quen thuộc rồi. Đây là mẫu đồng hồ Speedy Speedmaster của Omega. Nhưng mà đây không phải là một chiếc Speedy bình thường, mà đây là một chiếc Speedy phiên bản kỷ niệm rất là đặc biệt. Phiên bản này được sản xuất ra để kỷ niệm mẫu đồng hồ 2998, và tất nhiên là nó cũng được sản xuất với số lượng giới hạn là 2998 chiếc. Nhưng mà để tìm hiểu về chiếc đồng hồ này một cách kỹ lưỡng hơn thì chúng ta nên tìm hiểu qua về lịch sử của dòng Speedmaster. Dòng Speedmaster thì nhiều người cũng đã biết rồi, ra đời vào năm 1957. Từ đó tới nay đã hơn 60 năm và qua rất nhiều phiên bản và rất nhiều cải tiến khác nhau. Phiên bản ra đời năm 1957 mang số mã hiệu là 2915 thì sẽ có vành bezel bằng nhôm màu trắng, và kim thì sẽ là kim Broad Arrow, là kim hình mũi tên to. Đó là phiên bản đầu tiên. Nhưng phiên bản quan trọng nhất mà giúp định hình dòng Speedmaster đó chính là phiên bản 2998. Và chính là mẫu đồng hồ này được dựa theo phiên bản đó. Thì chúng ta có vành bezel màu đen, và kim thì là kim Alpha, không phải là kim Broad Arrow nữa. Mẫu đồng hồ CK2998 này thì được thiết kế dựa trên mẫu đồng hồ 2998 đã ra đời từ khoảng năm 1960. Nhưng mà tất nhiên là dựa trên thôi, nhưng không phải là bắt chước hoàn toàn. Nó sẽ có một số cái điểm mới đặc biệt hơn thì tôi sẽ phân tích nó trong video này. Thứ nhất, chúng ta sẽ kể đến những cái chi tiết mà nó quen thuộc trên mẫu 2998, đó chính là thiết kế vỏ đối xứng hai bên như thế này. Và cái phần bên tay phải này, những cái thiết kế mới nó sẽ có phần crown guard, là cái phần tay càng bảo vệ núm bấm chronograph đây, và núm chỉnh giờ ở đây nó sẽ lồi lên một tí ở bên này. Nhưng mà đây là thiết kế cổ điển nên nó sẽ không có phần crown guard, phần bảo vệ này. Và mặt sau đồng hồ các bạn thấy đây là hình con hải mã rất là quen thuộc của Omega. Nhưng mẫu đồng hồ hiện đại thì sẽ sử dụng mặt đáy sapphire và lỗ máy, còn đây theo thiết kế cổ điển thì vẫn sử dụng hình con hải mã này. Kích thước vỏ là 39.7mm, cũng khá là cổ điển, bởi vì những cái thiết kế mới thì sẽ có kích thước lên tới 42 hoặc là 44mm. Núm chỉnh giờ thì cũng không có nhiều đặc biệt lắm, cũng có thương hiệu Omega ở đây. Và các nút bấm chronograph thì vẫn kiểu pump pusher cũ. Nhưng mà một điểm khác biệt lớn nhất mà tôi muốn nói ở đây đó chính là vành bezel. Như các bạn đã biết thì vành bezel của mẫu 2998 hoặc những năm 1960 thì sẽ có màu đen, màu nhôm. Vành bezel của mẫu đồng hồ CK2998 này thì sử dụng vành ceramic. Và tất cả những ký hiệu trên vành tachymeter ở đây thì đều được sử dụng chất phát quang Super Luminova và phát sáng khá là ấn tượng vào buổi tối. Nhưng mà có một đặc điểm khá hay mà tôi muốn nói đến, đó chính là cái vành tachymeter ở đây. Thì bình thường những mẫu đồng hồ hiện đại hoặc những mẫu đồng hồ đầu tiên của Omega thì sẽ có tachymeter và bắt đầu vào 500. Nhưng mà riêng cái mẫu đồng hồ này thì có dòng tachymeter này, Base 1000. Cái thiết kế này chỉ sử dụng trong cái mẫu 2998, mẫu đầu tiên và mẫu thứ hai. Thì trong 2998 lại chia làm 6 dòng nhỏ hơn, là từ 1, 2, 4, 5, 6. Thì nó xuất hiện trong hai mẫu đầu tiên và mẫu thứ hai. Và sau đó thì lại đổi về vành tachymeter 500. Và dây da của chiếc đồng hồ thì cũng được làm cùng tông màu xanh cùng với vành bezel và một số chi tiết trong mặt số. Khóa cài thì khá đơn giản, về chữ Omega ở đây, được đánh bóng rất tỉ mỉ. Ở phần mặt số đồng hồ thì chúng ta vẫn có thể thấy tông màu quen thuộc là màu bạc và màu xanh dương. Màu xanh thì được thiết kế trên cả 3 mặt chronograph và mặt số 9 giờ là mặt số chỉ giây ở đây, thì tạo nên hình một con mặt gấu trúc, có thể quen thuộc mặt trắng này, xong 3 cái đốm đen đây là mặt gấu trúc. Thì nhắc đến mặt gấu trúc thì chúng ta phải nhắc đến Rolex Daytona Paul Newman, đúng không? Cái mẫu đồng hồ cực kỳ đắt giá và vừa mới đạt mức giá hơn 17 triệu đô, là khoảng hơn 400 tỷ. Thì thiết kế Omega này cũng có mặt Panda tương tự như thế, nhưng mà tất nhiên là mức giá thì không thể sánh bằng rồi. Mẫu đồng hồ này sử dụng bộ kim alpha thép. Đó là sự khác biệt giữa mẫu 2998 và 2915. Và mẫu kim alpha này thì hiện nay cũng không được sử dụng nữa rồi. Ngày nay thì những mẫu đồng hồ Omega Speedmaster sử dụng kim stick và có màu trắng, chứ không phải kim alpha và bằng thép như thế này. Tất nhiên là cũng được sử dụng chất phát quang. Và đặc biệt nhất đó chính là kim dây ở đây. Bạn có thấy điểm gì đặc biệt không? Đó chính là một cái vòng tròn nhỏ và được phủ chất phát quang. Cái thiết kế này thì người ta thường gọi là kim lollipop, là hình cái kẹo mút.
Đây là một cái thiết kế chỉ xuất hiện trên những cái mẫu 2998 và ngày nay thì chắc chắn là không còn nữa rồi. Và những cái mẫu 2998 thời xưa, thời năm 1960 ấy, mà xuất hiện vành tachymeter base 1000 này, kim lollipop, thì hiện đang được bán mức giá khá là khủng khiếp, khoảng tầm ít nhất là 20.000 đô một chiếc đồng hồ như vậy. Đó là những đồng hồ cổ và rất là quý hiếm. Và tổng thể mặt số như chúng ta có thể thấy đây, rất nhiều cái chi tiết trên mặt số thì được sử dụng chất phát quang, và toàn bộ cái vành tachymeter này cũng sử dụng chất phát quang. Nên tôi sẽ thử tắt đèn và cho bạn xem cái hiệu ứng lum của nó, khá là ấn tượng đấy ạ. Mẫu đồng hồ này sử dụng bộ máy 1861, caliber 1861 của Omega. Thì đây là một bộ máy cải tiến từ máy 861 của khoảng tầm 50 năm trước, từ những năm 1967 gì đó. Thì đó, với một bộ máy hơn 50 năm tuổi thì chúng ta chắc chắn là không có coaxial rồi. Đó, những cơ chế mới. Nhưng mà cũng đừng lo, bởi vì cái bộ máy 50 năm tuổi này thì hoạt động vẫn khá là trơn tru và hiệu quả và cực kỳ chính xác. Có thể nói đây là một trong những bộ máy tốt nhất của Omega thời đó. Việc sử dụng bộ máy này cũng rất là thông minh của Omega. Nó kết hợp hoàn hảo với cái tông thiết kế cổ điển của chiếc đồng hồ. Kích thước không quá lớn. Bộ máy cổ điển, thiết kế cũng cổ điển. Tất cả chi tiết đều gợi lên một vẻ cổ điển của những năm 1960. Bây giờ tôi sẽ thử cái chức năng chronograph và thử chỉnh giờ chiếc đồng hồ này cho các bạn xem. Thì chronograph thì cũng rất là đơn giản thôi. Bấm một lần để bắt đầu kim chronograph chạy đây. Bấm lần nữa để dừng. Và bấm cái nút này, nút 4 giờ này để reset về vị trí cũ. Khá là đơn giản. Chỉnh giờ thì cũng thực ra không có gì đặc biệt cả, bởi vì nó chỉ có một nấc duy nhất để chỉnh giờ thôi. Không có lịch ngày, không có thứ, không có lịch tuần trăng, không có một cái gì cả. Chỉ cần vặn đơn giản, vặn như này. Vặn lên, vặn lại. Xong. Không quá đặc biệt, không quá phức tạp. Nhưng mà thực ra cái đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả, đó chính là cái tuyên ngôn của Omega và được sử dụng trong nhiều mẫu đồng hồ của họ. Bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này cho các bạn xem. Vâng, với kích thước 39,7 mm thì chiếc đồng hồ này cũng khá là vừa vặn với cổ tay của tôi. Nhưng mà tôi thì quen đeo những cái mẫu đồng hồ nó to hơn một chút, khoảng tầm 42, và chiếc này thì cảm giác nó hơi bé, không quen lắm, bởi vì cái thiết kế 39.7 hiện nay thì có thể là bé, nhưng mà so với cái tầm 50-60 năm trước thì thiết kế này cũng khá là to, khá là đồ sộ đấy. Thời đấy thì chỉ có tầm 36 mm thôi, đồng hồ khoảng tầm 36 mm là đồng hồ cho nam. Và sau năm 2000 thì bắt đầu cái kích thước đồng hồ nam nó mới to lên như bây giờ, là khoảng tầm 40-44 mm. Như tôi đã nói từ lúc trước thì mẫu đồng hồ này được sản xuất với số lượng giới hạn là 2.998 chiếc và có mức giá bán lẻ của hãng là 6.500 USD. Và các bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi gia bảo luxury.com để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này. Xin chào và hẹn gặp lại.